thì chứ để lâu kìa, yeah. Là hắn to đấy, là hắn làm cái lỗ chân lông to lắm, sao không có trị được cái lỗ chân lông đó. Nó tài đâu. Nhìn ra ngoài rồi mình định hướng mình nhìn vô trong mà hơi lặng lắm. Thank you.
Một ly giống một ống vé nhà mình. À, vé nhỏ hơn. Nghiêng người qua xíu nữa được không? Xà lát cái xà lơ không thấy đường, hai ngón tay anh trai mất rồi, đưa vô đâu được, cắn đụng mặt.